Kính thưa quý vị, mới đây thì tại Việt Nam, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá thành công một cái đường dây được cho là tổ chức hoạt động mại dâm chuyên phục vụ cho người nước ngoài. Và qua công tác điều tra phát hiện được có đến 200 tiếp viên bán dâm do một người đàn ông có quốc tịch Hàn Quốc đã trực tiếp điều hành. Thái Võ xin kính chào quý vị. Video ngày hôm nay được phát sóng và thực hiện nội dung này vào ngày 18 tháng 10 năm 2023. Và như đã chia sẻ, thông tin ngày hôm nay có liên quan đến chuyện tổ chức mại dâm ở Việt Nam đã vừa bị bắt quý vị. Coi như là nguyên cả một cái tổ chức, từ cái người môi giới cho tới cái người điều hành, cho đến là những cô tiếp viên này thì đều bị bắt hết nha quý vị nha. Người Việt Nam cũng có, mà còn có cả là người nước ngoài nữa quý vị. Và từ rất là lâu thì như ai cũng biết hết, cái chuyện hoạt động mại dâm ở Việt Nam thì nó không còn xa lạ gì nữa. Ngay kể cả là người mẫu cũng bán dâm, rồi diễn viên cũng bán dâm, những tiktoker cũng bán dâm, hay là kể cả là những hoa hậu, những cô tiếp viên hàng không cũng bán dâm. Và dường như có thể nói đó, đây là một cái công việc tay trái mà họ có thể kiếm được nhiều cái lợi nhuận quý vị. Và theo đó thì thông tin chi tiết đã được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, đơn vị này đã triệt phá thành công một cái đường dây hoạt động mại dâm chuyên phục vụ cho người nước ngoài tại nhà hàng Luxury Business Club trên đường Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7, và bắt khẩn cấp Khổng Minh Chí, tức là Son Tri Hùng, sinh năm 1976. Đây là người đàn ông có quốc tịch Hàn Quốc. Ông ta đã bị bắt về hành vi chứa chấp mại dâm. Và theo các thông tin được biết thêm thì cũng có 8 đối tượng khác bị bắt, trong đó có 4 người Hàn Quốc và 4 người là người Việt Nam. 4 người Hàn Quốc tên là: người thứ nhất là Kim Da Chiu, người thứ hai là John Chon Han, người thứ ba là Chi Cho Han và người thứ tư là Chu Wen Chong. Đây là 4 người Hàn Quốc. Còn 4 người Việt Nam tên là Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên, Nguyễn Thị Sinh, Trương Thái Thanh Hồng. Thì tất cả là 8 người này thì đều bị bắt về cái hành vi là môi giới quý vị. Và trước đó thì qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện có một nhóm đối tượng người Hàn Quốc đã tổ chức hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng này cho những khách là người nước ngoài. Và trước cái tình hình trên thì Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cho Phòng Cảnh sát Hình sự làm chủ công, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an quận 7 đấu tranh với cái ổ nhóm hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài núp bóng hoạt động kinh doanh tại nhà hàng này. Và qua xác minh thì được biết là nhà hàng này đã hoạt động từ năm 2020 đến nay do John Tri Hum là người Hàn Quốc làm chủ và đã trực tiếp điều hành mọi hoạt động. Tại nhà hàng này thì có khoảng 28 phòng, 4 tầng và 1 sân thượng với hơn 226 nhân viên. Trong đó thì có một giám đốc điều hành, một tổng quản lý là người Hàn Quốc, 5 quản lý cấp dưới, 6 madam là người Việt, 3 lễ tân, 30 nam phục vụ, 180 nhân viên nữ và một số nhân viên ở bếp. Nhà hàng này thì có 3 chiếc ô tô để dùng cho việc đưa đón khách. Và đặc biệt là khi mà phát hiện có lực lượng chức năng đến kiểm tra, nhà hàng này thì có cả nguyên một cái hệ thống báo động, bao gồm có cả là bộ đàm, đèn báo sáng tự động tắt âm thanh và tivi, vân vân và vân vân. Ở phía trước nhà hàng thì có từ 3 cho đến 5 bảo vệ, 3 người tài xế thì túc trực ở 3 cái chiếc ô tô đợi sẵn để mà đưa đón khách, cũng như là đưa đón nhân viên nữ từ nhà hàng đến cái điểm mua bán dâm. Và kính thưa quý vị thì sau gần khoảng 1 tuần để mà triển khai những cái biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát để mà nắm địa bàn, các trinh sát tại Sài Gòn đã phát hiện nhà hàng Luxury Business Club có biểu hiện nghi vấn khi mà thấy hàng đêm có đến hàng trăm cô gái đến và làm việc và rất là nhiều những thực khách là người nước ngoài lui tới. Tuy nhiên, khi mà thâm nhập vào bên trong thì các trinh sát vấp phải một cái bức tường rào. Đó chỉ là những thực khách mà có hộ chiếu mang quốc tịch nước ngoài thì mới được vào, còn người trong nước dù là có hộ chiếu hay không thì cũng xin mời ra ngoài. Ngoài ra thì chủ nhà hàng này còn bố trí nhiều bảo vệ từ xa để làm tai mắt cảnh giới. Nếu mà phát hiện có nghi vấn là có cơ quan chức năng đến kiểm tra thì dùng bộ đàm hoặc là gọi điện thoại thông báo ngay cho người quản lý. Và thưa quý vị thì một cái diễn biến kế tiếp đó là những cái cuộc đột kích bất ngờ trong đêm. Báo Công an Nhân dân ghi nhận thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau hơn 2 tuần triển khai các biện pháp nghiệp vụ lần lượt vô hiệu hóa các lớp bảo vệ,
trinh sát nhanh chóng xác định nhà hàng này có 4 tầng với 28 phòng do John Chihum điều hành mọi hoạt động. Tuy đã đăng ký hoạt động nhà hàng ăn uống và khiêu vũ tập thể, nhưng bên trong các phòng lại bố trí các dàn karaoke, nhiều loa thùng có công suất lớn, đèn chớp nhiều màu sắc cùng với hơn 200 tiếp viên nữ làm các công việc phục vụ dưới sự điều khiển của 6 má mì. Khi khách vào phòng, tiếp viên sẽ phục vụ ăn uống. Đến khi khách ngà ngà thì má mì sẽ gọi lại một dàn hàng chục tiếp viên trẻ đẹp vào để mà phục vụ múa vũ thoát y. Và nếu mà khách nào thích tiếp viên nào thì sẽ trực tiếp để mà gặp má mì để mà thương lượng giá cả. Sau đó thì khách và tiếp viên đó sẽ được xe ô tô của nhà hàng đưa đến khách sạn để mà đi tiếp cái công đoạn cuối cùng. Sau khi đã củng cố vững chắc chứng cứ, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã lên phương án triệt phá. Trong đó, các trinh sát đã được chia thành nhiều tổ công tác để sẵn sàng chờ lệnh. Vào đêm ngày 3 tháng 10, nhận thấy cái thời cơ đã đến, các tổ công tác được lệnh phối hợp với Công an quận 7 bất ngờ ập vào và thực hiện kiểm tra hành chính. Và tại cái thời điểm kiểm tra, cơ quan công an ghi nhận là có 28 phòng trong cái nhà hàng này thì đều đang hoạt động. Trong đó thì có phòng đang tổ chức cho tiếp viên nhảy múa vũ thoát y để phục vụ cho thực khách. Và qua làm việc với công an, các đối tượng đã khai nhận 4 khách mua dâm là người Hàn Quốc. Sau khi đã ăn uống, đã hát karaoke tại nhà hàng này thì được quản lý môi giới mua dâm với 4 nữ tiếp viên của nhà hàng với giá bán dâm là 3,8 triệu đồng cho một khách và cho một đêm. John Tihum đã khai nhận vì là hám lợi cho nên đã chỉ đạo cho quản lý là người Hàn Quốc, Madam là người Việt Nam đã điều các tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm với khách. Mục đích là để kéo khách, tăng doanh thu cũng như là tăng lợi nhuận về cho nhà hàng. Và đồng thời thì có một cái điều như thế này quý vị. Những cái quy ước về cái ám hiệu để mà né tránh cái việc theo dõi của các cơ quan chức năng bằng cái việc như là đánh cái số 012 đánh vào cái sổ chấm công hàng ngày. Thí dụ như là tiếp viên nào mà không có đi bán dâm thì sẽ ghi là số 0. Tiếp viên nào mà đi bán dâm qua đêm thì sẽ ghi là số 1. Tiếp viên nào mà đi bán dâm về liền thì sẽ ghi là cái số 2. Và được biết thì cái doanh thu hàng tháng thì lên đến hàng chục tỷ đồng quý vị. Và đó là toàn bộ cái diễn biến của thông tin sự việc này. Nghe thì nó có vẻ như là một cái thước phim hình sự hay là một cái thước phim hành động gì đó quý vị. Phải nói là cái chuyện bị bắt những cái ổ mại dâm như thế này thì nó vẫn thường xảy ra coi như là hàng ngày. Trước đó thì cũng có nhiều cô tiếp viên hàng không thì cũng bị bắt, hoa hậu cũng bị bắt, diễn viên người mẫu cũng bị bắt. Hầu hết là chẳng ai mà thoát được cái chuyện này hết. Và thử hỏi một điều đó, tại sao mà cứ bắt hoài mà vẫn còn hoài vậy quý vị? Và không biết là có ai ở đây có thể trả lời được cái câu hỏi này không ạ? Và nhìn chung thì ngày hôm nay, thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà Thái Võ có thể chia sẻ, muốn chia sẻ cho tất cả cô bác anh chị mình được biết. Nếu quý vị nhận thấy video này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe. Quý vị đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm những thông tin trong những ngày kế tiếp. Và cuối cùng cũng không biết nói gì hơn, Thái Võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đã luôn yêu mến, đã luôn ủng hộ và lắng nghe hết thông tin này. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những thông tin kế tiếp. Đây là channel YouTube Thái Võ Canada. Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn.